Vừa rồi chị đã hướng dẫn em cái kỹ thuật kéo bột nhiều cục ở trên móng ha, từ móng ngắn cho tới móng dài, mình đi kỹ thuật kéo bột nhiều cục rồi. Thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho em kỹ thuật đắp bột một cục ha. Thì kỹ thuật đắp bột một cục hoặc là lấy một lần bột hay là nhiều lần bột gì thì mình cũng phải đầu tiên mình quan sát bề mặt móng này ha, để xem mình lấy cục bột to hay nhỏ. Và khi mà mình muốn lấy được cục bột như thế nào rồi thì chúng ta phải nhắm được lượng nước nằm ở trong cọ nha. Rồi chúng ta sẽ ở đây với bề mặt này chúng ta sẽ lấy cục bột hơi to nha. Đặt cọ có góc từ 30 đến 40 độ. Chúng ta nhấp nháp 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 để chúng ta lấy được cục bột to. À, cục bột to bao giờ cũng tỷ lệ thuận với lại cái lượng nước ở trong cọ. À, đặt bột lên. À, bột đã chín rồi nè bạn. Bạn đặt bột lên. Rồi, bạn đẩy bột nhẹ nhẹ, đặt cọ bên trong bột, đẩy bột nhẹ nhẹ. À, cách da ra một sợi tóc nha bạn. Rồi. À, ở đây bạn đi thấm ẩm nè, ở đây nhân đang đắp một ly đó bạn ha. Thấm ẩm cọ, nằm cọ, sử dụng 2 phần 3 thân cọ, vuốt nhẹ để bột có độ vàng đều ở trên bề mặt móng, kéo xuống tới đầu móng luôn nha bạn. Khi mà bạn nắm được kỹ thuật đắp bột một cục này rồi thì bạn sẽ ước lượng được cái lượng bột mà mình cần phải lấy ở trên một bề mặt móng, và sau đó bạn đi một cục và bạn kéo nó đẹp như vậy nè, thì bạn đỡ giũa nha bạn. Rồi, vậy là xong rồi đó, rất là nhẹ và rất là nhanh. Móng này, bột lia này thì chúng ta sẽ giũa và chúng ta sẽ lên sơn gel rồi chúng ta lên tóp nha.